Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Cerato phiên bản nhập khẩu quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và đây là cái phiên bản đủ phiên bản xuất châu Âu quý vị các bạn nhé. Chắc quý vị các bạn cũng đã biết ở phiên bản Kia Cerato nó có rất là nhiều phiên bản. Phiên bản xuất tại thị trường nội địa nó khác và phiên bản xuất về Việt Nam nó khác. Và cái phiên bản xuất sang châu Âu nó sẽ khác nhau quý vị bạn nhé. Đặc điểm để nhận diện rõ nhất là cái phiên bản xuất sang châu Âu là tiêu chuẩn nó cao nhất quý vị các bạn ạ. Tiêu chuẩn xuất sang châu Âu là cái phiên bản 10 túi khí quý vị bạn ạ. Đây là chiếc xe này là phiên bản đủ phiên bản 10 túi khí đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe đã lăn bánh được 11 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 360 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato nhập khẩu 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2011 phiên bản xuất châu này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2011 này và cái phiên bản đặc biệt, phiên bản đủ, phiên bản xuất châu này nó có khác với những phiên bản khác gì không. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này quý vị các bạn nhé. Những chiếc xe phiên bản đủ, phiên bản xuất châu này thì tiêu chuẩn nó là phiên bản cao nhất rồi quý vị bạn ạ. Ví dụ như xe được trang bị là khóa thông minh, đè nổ, start tốt, đầu CD 6 đĩa, camera lùi, cảm biến lùi, camera lùi tích hợp trên gương quý vị bạn nhé, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương là dạng đúc. Và đặc biệt tiêu chuẩn cao nhất là phiên bản này nó có phiên bản là 10 túi khí quý vị bạn ạ. Xuất châu Âu thì là phiên bản 10 túi khí, còn xuất nội địa Hàn Quốc hoặc xuất Trung Đông hoặc là xuất sang Việt Nam thì nó chỉ có phiên bản là 2 túi khí hoặc 4, 6 túi khí thôi. 10 túi khí này là cái phiên bản đủ nhất quý vị bạn nhé. Và nhìn bên ngoài thì quý vị các bạn thấy đây ạ, chủ xe đã độ thêm lên cái bộ la răng này. Bộ la răng này là bộ la răng đúc độ quý vị bạn nhé. Nguyên bản cũng đã có la răng đúc rồi, nhưng đây là cái phiên bản này là chủ xe đã độ lên la răng đúc quý vị bạn ạ. Đấy, đây là cái bộ la răng mà chủ xe đã độ thêm đây ạ. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn nhé, rất là hợp với phong cách của các bạn thanh niên ấy. Thanh niên trẻ thì rất thích hay độ và thích nó khác kiểu đi một chút ạ. Đấy, chiếc xe này đã được độ thêm cái bộ la răng khác rồi quý bạn nhé. Nhìn tổng thể về bên ngoài, chiếc xe này là màu đen và sơn cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản quý vị các bạn nhé. Đấy, chủ xe cũng đã lắp thêm về che mưa này, nẹp chrome chân kính này. Đấy, những cái này là chủ xe lắp thêm này, ốp tay nắm cửa này, ốp tay nắm cửa, ốp bình xăng, chrome chân kính này, vè che mưa này, đuôi gió anten thể thao trên nóc đấy quý vị bạn ạ, anten vây cá mập. Đấy, rất là đẹp. Nhìn về phần đầu cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì đâu. Bên ngoài thì chúng tôi mua về chúng tôi cũng đã đánh bóng và cũng đã dọn dẹp đi một chút rồi, cho nên là chiếc xe rất là đẹp. Xe được trang bị là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, bấm tay cả về bên phụ này quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Cụm đèn này, từ những cái cụm đèn sau này cũng còn rất là đẹp này. Đấy, cụm đèn rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Phiên bản Kia Cerato, xe được trang bị là camera lùi nguyên bản quý vị bạn nhé. Đây là cái camera lùi nguyên bản theo xe này này, cảm biến lùi cũng có nguyên bản theo xe luôn.
đấy, rất là đẹp. Nhìn về bên ngoài thì chiếc xe này là tương đối là đẹp rồi quý vị bạn ạ. Bây giờ quý vị các bạn mua về thì cũng không phải sơn xi, không phải làm gì cả, chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe quý vị bạn nhé. Mở cái cánh cửa trước bên lái này ra cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Keo chỉ của nguyên bản đây quý vị bạn này. À, toàn bộ về những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản. Và chủ xe này cũng cẩn thận đấy, sửa chữa bảo dưỡng toàn ở trong hãng hết đấy quý vị bạn này. Đấy, nhắc bảo dưỡng tiếp theo là 118.000, tức là 11 vạn. Đấy, 11 vạn 8. Đấy, cũng đã đến rồi đấy ạ. Đây là cũng đã bắt đầu đến kỳ bảo dưỡng rồi quý vị bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét của chiếc xe là 11 vạn 8 đây quý vị bạn ạ. Và cái nhắc này cũng vừa đến luôn đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Bậc cửa đây quý vị bạn ạ. Đấy, nội thất da nguyên bản theo xe quý vị bạn nhé, chỉ đỏ đây, ghế da chỉ đỏ còn nguyên bản này. Đấy, và phiên bản này 10 túi khí thì quý vị các bạn thấy bên sườn là 3 túi này, bên sườn bên kia là 3 túi này, hai bên là thành 6 túi này. Đấy, hai bên là thành 6 túi nhá. Và bên trước này một túi là 7 này, đây là 8 này, và hai cái má ghế trước này nữa là 10 túi quý vị các bạn ạ. Đấy, phiên bản này là phiên bản 10 túi khí ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Xe được trang bị đầy đủ cả cửa nóc đây. Cửa nóc này. Đây là cái ốc bản lề cánh cửa phía sau quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cho cái cánh cửa phía sau. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái ra cho quý vị các bạn cùng xem đây. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. À, chúng tôi cam kết là chiếc xe này là keo chỉ nguyên bản, chưa mất một phân keo chỉ nào. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn chưa có bị tháo ra cả đấy. Và nội thất rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất này từ những cái phần nỉ trần đều rất là đẹp luôn đấy ạ. Cửa sổ nóc đầy đủ này. Đấy, rất là sạch sẽ. Một chiếc xe này chúng tôi cũng đã dọn dẹp lên rồi, táp lô táp bi đều rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần táp lô, táp bi cũng như là về cái phần đồng hồ công tơ mét. Tôi sẽ bật cái nút start top đây nhé. Xe được trang bị nút start top đây, nguyên bản theo xe này. Đấy, camera lùi tích hợp trên gương chiếu hậu này quý vị các bạn này. Và gương chiếu hậu này là gương chiếu hậu chống chói nhé. Tôi cho nhỏ cái tắt cái tiếng này đi để giới thiệu cho quý vị các bạn cùng nghe cho nó dễ nhé. Và cái đầu CD này là đầu nguyên bản đây quý vị bạn này. Đầu CD 6 đĩa nhé, nguyên bản của nhà sản xuất để nghe nhạc nó sẽ hay hơn những cái đầu đỗ rất là nhiều. Đấy, xe được trang bị đầu CD 6 đĩa. Điều hòa auto. Đấy, điều hòa auto. Xe cắm thẻ nhớ này, USB này. Đấy, vô lăng cần số này đều là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét 11 vạn 8, vô lăng cần số tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Cửa nóc đầy đủ cả rồi. Đấy, một chiếc xe sedan hạng C rất là đẹp, rất là mới mà chỉ hơn 300 triệu đồng thôi. Chúng tôi bán là 360 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Đây, những cái này còn chưa bóc ni lông này. Chủ xe còn chưa bóc ni lông của cái màn hình này ra này. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái nắp cốp sau lên cho quý vị các bạn cùng xem về cái nắp cốp sau này nhá. Keo chỉ cũng còn nguyên bản đây quý vị bạn này. À, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Đằng sau này, đằng sau này cái thảm này cũng, cái nỉ này cũng còn rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, nó rất là mới là do chủ xe đã làm thêm một cái lót da này. Đấy, có lót da này cho nên là cái nỉ ở dưới này rất là mới này. Lớp sơ cua đây quý vị bạn này, lớp sơ cua bộ nghề, đồ nghề còn đầy đủ và còn rất là đẹp.
rất là mới. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản nha quý vị các bạn ạ. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản này. Đấy, nội thất thì đẹp, rất là mới. Xe đã được trang bị là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, bấm cả bên lái và bên phụ luôn này ạ. Đây là bấm tay về bên cửa bên phụ. Đây là cái phần lắp bi cánh cửa trước bên phụ quý bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản này. Lắp bi rất là đẹp. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên hết đấy ạ. Táp lô rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Một chiếc xe sản xuất năm 2011, 11 năm sử dụng rồi mà còn rất là mới, rất là đẹp như này đấy. Phải nói là chủ xe đi thì ít mà lại giữ gìn rất là cẩn thận thì nó mới được đẹp, được mới như này quý vị bạn ạ. Đấy, nội thất da nguyên bản theo xe này. Nội thất da chỉ đỏ này là nguyên bản theo xe hết luôn quý vị bạn nhé. Chưa có sửa chữa, chưa có phải vá lại hay là chưa có phải làm lại một tí nào cả. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa sau đây ạ, cũng còn đều rất là mới này. Chưa có một cái vết tháo nào ra quý vị bạn ạ. Đấy. Từ những cái bậc cửa này là chủ xe cũng rất là cẩn thận này. Chủ xe đã ốp thêm cái inox này để chống xước bậc cửa đây quý vị bạn này. Đấy, tránh những người nào mà bước chân lên đây nó xước. Đấy. Chủ xe rất là cẩn thận luôn quý vị bạn nhé. Ngoại thất thì rất là đẹp rồi và nội thất thì cũng rất là mới và sạch sẽ rồi. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Cerato 2011 này là một cái khối động cơ xăng DOHC. Đấy, động cơ xăng 1.6 lít quý vị các bạn nhé. Đấy, ở phiên bản 2011 này thì động cơ xăng là 1.6 lít kết hợp với hộp số tự động 6 cấp quý vị các bạn nhé. Phiên bản trước đó, phiên bản 2010 thì là chỉ có được trang bị hộp số tự động 4 cấp thôi. Ở phiên bản 2011 này thì đã được kết hợp với hộp số tự động 6 cấp rồi. Cho nên đi rất là mượt mà quý vị các bạn nhé. Đấy, thì sau đây thì cho quý vị các bạn cùng xem về cái phần này. Ốc cabo, đây là ốc chân cabo còn nguyên bản quý vị các bạn này. Đây là những cái ốc chân cabo là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Ốc cabo còn nguyên bản là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, từ những cái ốc chân cabo này. Ốc chân cabo rồi đến những cái ốc xương đầu, xương tai. Đấy, còn nguyên bản hết này. Còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Chưa có một cái vết tháo nào ở trong cái khoang động cơ này. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Một cái khối động cơ xăng 1.6 lít và mới lăn bánh được 11 vạn km thôi. Từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy là đều còn nguyên hết đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Phải nói là hiếm có ở tại thị trường Việt Nam, một chiếc xe là sử dụng hơn chục năm rồi mà nó còn mới còn đẹp như này đấy. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này là không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu hết cho quý vị các bạn về chiếc xe Kia Cerato sản xuất năm 2011, phiên bản nhập khẩu và cái phiên bản xuất châu Âu, phiên bản đủ 10 túi khí này quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 360 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato
2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.